Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây là chiếc Hyundai Creta màu đỏ phiên bản cao cấp 1 tông. Thì như các bạn đã biết, Hyundai Creta được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2022 với doanh số qua các tháng luôn đứng đầu trong top 10 xe bán chạy nhất. Thì đây là một chiếc xe gầm cao phân khúc hạng B nhập khẩu nguyên chiếc. Thì trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn những cái tính năng vượt trội của Creta phiên bản cao cấp và chính sách giá bán của Hyundai Creta cho tháng 12 năm 2022. Thì đầu tiên mình xin đề cập đến vấn đề về giá bán. Thì chính sách giá hiện tại của Hyundai cho tất cả các dòng xe nói chung là tốt nhất thị trường từ đầu năm đến hiện tại. Thì Hyundai Creta phiên bản cao cấp bên mình có giá niêm yết là 735 triệu, và hiện tại giá chiếc xe này đang được giảm khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng cho tùy phiên bản. Và trên phiên bản cao cấp này, ngoài giảm tiền mặt, bên mình còn tặng những cái phụ kiện như là phim cách nhiệt new sun của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da. Ngoài ra trong tháng 12 này, từ đến hết 31 tháng 12 thì nhà máy có tặng cho khách hàng là máy tính bảng khi các bạn mua Creta tất cả các phiên bản. Thì trên phiên bản cao cấp này, chúng ta sẽ có hệ thống đèn là đèn full LED, giải đèn LED định vị ban ngày, hình cánh chim giống đàn anh Tucson, logo thì được đặt chính giữa to bản cùng mặt ca lăng được sơn bóng. Về phần nắp capo thì cũng có những đường gân dập nổi cực kỳ là khỏe khoắn. Đến phần lốp xe thì chúng ta sẽ có thông số lốp với đường kính đó là 17 inch cho tất cả các phiên bản, và trên phiên bản cao cấp và đặc biệt thì được phay xước rất là tinh tế. Đến phần gương chiếu hậu thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu tích hợp xi nhan. Trên phiên bản cao cấp chúng ta sẽ có công nghệ của Hyundai Smart Sense, đó là hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương. Về phần tay nắm cửa thì là tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp nút bấm mở khóa. Cửa đóng cũng rất là chắc chắn. Về phần đuôi xe thì chúng ta sẽ cụm đèn hậu chữ T. Cụm đèn hậu chữ T tạo cảm giác thể thao. Chúng ta sẽ có 3 cảm biến hỗ trợ lùi xe, đỗ xe. Cốp thì là cốp dĩ nhiên rồi, một chiếc xe phân khúc hạng B thì chúng ta sẽ có cốp là cốp cơ thôi. Đó. Về phần không gian và thể tích của khoang hành khách, khoang mình xin lỗi. Về phần không gian của phần cốp phía sau thì rất là rộng. Chúng ta sẽ có một không gian rộng để đựng được nhiều hành lý khi các bạn cần những có chuyến đi xa thì phục vụ rất là tốt. Chọn chuyến đi. Và phần nội thất ở bên trong xe thì chúng ta sẽ có ghế là ghế họa tiết khác với bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn. Ghế này thì được thông gió và làm mát cho hai người phía trước. Trên chiếc vô lăng này chúng ta sẽ có là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và gói giới hạn tốc độ của Hyundai. Màn hình hiển thị của phiên bản cao cấp cũng là màn hình đa thông tin với kích thước là 10,25 inch, và màn hình giải trí trung tâm thì cũng có kích thước là 10,25 inch, tích hợp các cái công nghệ như là Navitel của Hyundai thành công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Nó thay thế cho các bạn một cái bản đồ. Trên đây thì sẽ có hỗ trợ cảnh báo tốc độ này, rồi định vị và dẫn đường. Trên bản đồ này, trên cái chiếc màn hình đa giải trí trung tâm này, chúng ta sẽ có công nghệ như là kết nối Bluetooth, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đến phần điều hòa, xe được trang bị điều hòa tự động trên phiên bản cao cấp và cả phiên bản đặc biệt, có những cái cổng sạc và cổng kết nối. Phanh tay thì trên cả 3 phiên bản của Creta được trang bị phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold.
Còn cân số thì giống đàn anh Túc Sơn, phiên bản cả ba phiên bản đều có cân số đẹp như vậy. Về số lượng màu xe, số lượng xe và màu xe thì hiện tại đại lý cũng có đủ, tương đối là đủ các màu cho cả ba phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Bản tiêu chuẩn thì đâu đó bán khoảng 620 đến 625 triệu lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì chỉ loanh quanh khoảng 690 triệu quay đầu thôi. Còn bản đặc biệt thì bán khoảng 680 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng 650 triệu. Còn bản cao cấp thì giá bán bên mình đang bán với giá là khoảng 705 đến 706 triệu. Thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì khoảng 785 triệu đó. Thì các bạn quan tâm đến Hyundai Creta bản cao cấp nói riêng và các dòng xe Hyundai nói chung thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xin cho mình một like, một đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để mình có thể hoàn thiện video được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.